rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của trinh tối nay trong khung giờ quen thuộc này trinh xin gửi đến cho quý vị một số tác phẩm truyền ngắn của nhà văn nguyễn công hoàng đầu tiên trinh xin mời quý vị cùng đón nghe truyện ngắn vợ anh bà cốc từ ngày lấy được vợ thì chăm lo ngày lo đêm sao cho chóng trả được món nợ cưới không thì rầy rà to chứ chẳng chơi đụng vào những chỗ hóc búa lắm lúc rác cả mặt vợ anh là con bác kháng thủ lạc trên anh là phu tuần hai người lấy nhau cả hai làng ai cũng khen là vợ chồng kén chọn được chỗ xứng đáng nhưng thực ra vợ anh lấy anh cũng vì đôi bên là chỗ thanh khí nghĩa đen là bén tiếng quen hơi nhau trước mãi, rồi bất đắc dĩ bác kháng sợ anh như những hạng sợ khanh mới ép anh lấy. số trời có khác. trước kia anh nghĩ đã sinh ra làm con trai, tất nhiên là phải cưới vợ cho hợp lẽ tạo hóa. nhưng cưới được vợ thì tốn kém quá, tiền nọ tiền kia, tiền ăn uống ít ra mất hàng chục. nghĩ đến cái hàng chục, anh lại lắc đầu lè lưỡi muốn chịu thua đành vô phép tạo hóa làm trai tơ suốt đời vậy vậy mà gia nói cho anh biết ở Hà Nội bây giờ người ta cưới vợ phải dẫn những kim cương những vàng ngọc dùng những áo thêu giày vá đi những ô tô máy bay tốn kém đến hàng nghìn thì quyết anh không tin cho là chuyện khoan đường ở nước nào đời nào kia đấy lấy vợ mà phải lo đến hàng trăm, không đủ méo mặt ra rồi à. Vả vợ cũng là người, nào phải cái quái mà làm hại nhiều như thế. Thế nhưng, trời sinh ra thế. Anh bà cóc nghĩ đến cưới thì sợ, nhưng nghĩ đến vợ thì thích. Bởi vậy anh mới lân la trò chuyện với chị ba bây giờ. Trước, chuyện to ở Tam Đông, sau chuyện nhỏ ở chỗ phắng, rồi sau nói thầm ở một nơi kính. Vì anh chị nói thầm khẽ quá Nên bác kháng nghe tiếng Bắt anh phải lo cưới cho được chị về Bởi vậy anh cốc Quyết bắt chẹt bố vợ Cố mặt cả Sao anh lấy được vợ hạ giá hơn người ta Chỉ có 15 đồng bạc 15 đồng bạc một cô vợ xinh 15 đồng bạc Một cô vợ yêu Thích nhỉ Nếu vào địa vị chúng mình Thì phải biết là đáng mừng Nhưng vào anh bác cốc một người cày sâu cuốc bẩm quanh năm, làm ăn vất vả, vác mũi không đủ trút miệng thì đến 15 hào cũng đủ lo méo mặt, chứ nói gì đến 15 đồng bạc. Nhưng 15 đồng bạc tiêu vào một việc bổn phận làm người. Thôi, anh cũng cố vay mượn của các bà con thân thuộc, nói khó với người ta nên được gần đủ. Ngày hẹn cưới sắp đến, bác kháng thúc mãi anh anh mới lo được chẳng chục bạc. Anh cứ đánh liều đưa sang bên nhà gái cho xong chuyện. Còn năm đồng, anh xin chịu lại ông nhạc. Hẹn đến mùa tới thì trả nốt. Ý anh định rồi sau này, khi đã là bố con, anh có thể lấy cảm tình mà xí xóa món nợ. Nhưng không được, bố vợ anh láo hơn, bắt anh phải viết văn tự cẩn thận. Phải, thời buổi kinh tế khó khăn, như thế là bác kháng đã nhân nhượng lắm rồi. Chứ như người khác, Đố anh có đón dâu nổi ngày hôm ấy Anh thử lên Hà Nội Thửa một thức hàng mà xem Nếu anh đặt được ít tiền trước Rồi không có đủ để trả nốt Thì anh chớ hồng mang đồ về Mà vợ cũng là đồ chứ sao Lấy vợ mà được biên bông như anh á Là may đấy Nhưng rồi anh ba cốc lo lắm Cưới được lâu ngày bao nhiêu Thì hẹn trả chóng đến bấy nhiêu Vụ gạt xong Mà anh ị xác ra Thì quyết anh chẳng yên được anh đã tính chán rồi. Đến ngày mùa, hai vợ chồng làm nai lưng cật lực, chưa chắc đã đủ tiền để trang trải các món nợ ông chủ. Huống chi là năm đồng bạc vợ ông nhạc. Anh định nếu rồi không cười trừ được, thì anh cũng đành xin khất lại. Chẳng lẽ ông ấy lại chẻ xác anh ra à? Nếu anh bị chẻ xác, thì con gái ông ấy quá chồng, còn nghiệt bằng mười. Nhưng ở đời, tính một đường, nó thường đi một nẻo vợ anh khuyên anh nên trả cái món nợ năm đồng ấy trước. Anh lại chẳng nghe. Khi hẹn đến ngày, bác Kháng cứ gọi anh đến mà đòi nặng đặt. Trước còn ngọt ngào, dỗ dành. Sau bác biết anh chỉ còn bộ răng nhe ra đấy thôi. Bác liền đâm ra nói nặng. Không chịu nổi những điều đau đớn. Anh đành lẫn mặt. Bố vợ cho gọi. Anh cứ thoái thác cớ nọ cớ kia. Không đến nữa. Mấy lần bác Kháng gọi anh ba cốc không được thì tức bác mới gọi chị ba đến bác chửi đánh cho một trận thật đau bác phải về đòi cho kỳ được món tiền năm đồng ấy chị ba sợ bố về đòi chồng nặng nặc nhưng vợ đòi nợ chồng thì một cái hôn là đủ xí xóa vợ anh bảo nếu mình không trả được thì ông bác tôi về nghe câu nói dọa vô lý anh chẳng sợ một tí nào dù bố vợ anh có bắt vợ anh về thật thì chẳng qua vừa cái lối chủ nợ bắt đồ cốt để làm oai khiến anh phải lo cho kịp như thế là dại đồ vật thì không biết đi không biết trốn chứ đồ người nào phải vật vô tri vô tình giữ sao nổi chẳng lẽ bác kháng xỏ chặt vào mũi con gái mà buộc suốt ngày vào chân giường để nuôi cơm báo cô mãi chỉ cho ba hôm bác xót ruột lại phải thả con ra ngay Lúc ấy anh cứ chịu khó, nghe chửi một trận nữa là trôi việc. Nhưng anh đoán không đúng, bố vợ chưa tịch ký vợ anh, đã áp đảo đến nhà anh mà chửi rủa Ngày nào, tân kịch ấy cũng diễn ra độ nửa giờ, mà bao giờ anh cũng đóng một vai tuồng căm xong già dạ néo đứt dây ông cứ thấy ông bà ông vải ngày nào cũng bị mời lên ăn vật chẳng ngon thì anh động tâm cho nên đến lúc kháng bảo nếu anh không trả thì bắt bắt con gái về anh đâm khùng liền đáp lại thì nó đấy ông muốn đêm nó đi đâu thì đêm chị bà cốc thấy bố đẻ và chồng xử với nhau cạn tàu ráo máng thì chị thúc thích chứ bên bên nào cũng tội Hôm sau đi đâu về Chị ấy nói với anh một chuyện nghe buồn quá Anh ơi Tôi lấy anh chốc Đã một năm tròn Tôi không ngờ đâu chỉ vì có năm đồng anh thiếu Mà sinh chuyện Ông nhất định bắt tôi về Anh nghĩ thế nào Anh ba cao mặt thở dài Ông dọa thế Chứ ông trả nở Không phải chuyện dọa Nội nhật ngày mai Nếu anh không trả được Thì ông không đắn đo nữa đâu Thì nhà cứ tạm về Tôi sẽ thu xếp sau. Thu xếp sau thì chậm quá, nghe như ông đã định liệu công việc cả rồi. Ông đi kiện tôi à? Lý vậy, nhưng còn tình nữa chứ? Anh bà cóc tin ở chữ tình, nên bằng chân như vậy. Phải, bác kháng nghĩ đến tình bố vợ con rể, nên không nở kiện thưa, nhưng bác bắt con gái về, không cho ở với anh bà cóc nữa anh ba cốc chờ vợ năm hôm, lại mười hôm, rồi nửa tháng. Đến một tháng, anh nóng ruột nhớ vợ, long tông chạy ngược chạy xuôi để vay tiền chuột. Như không ai tin mà cho anh mượn mãi. Anh bèn liều đến nhà ông nhạc, lạy vang khóc lóc. Nhưng bác kháng một mực lắc đầu, sai con trai đuổi anh ra khỏi cửa. Rồi từ hôm sau, cấm không cho anh vào nhà. Anh định đâm ị, Y mãi thị tất cũng có một ngày Ông nhạc giữ vợ anh chán Rồi cũng hồi tâm mà nghĩ lại Cho vợ chồng anh ăn ở với nhau Nhưng trong khi đương thi hành Cái chương trình y Thì anh nghe tin rằng người bạn trăm năm của anh Vì bố ép Nên chỉ trăm năm với anh có một năm Còn 99 năm nữa Thì trăm năm với cụ Lý Bá Dưới cuối tổng Làm vợ lẽ thứ bảy Để gán món nợ hai chục bạc mà bác kháng đã vay cũ năm trước. Tháng 4 năm 1937. Vợ Nguyễn Công Hoan Truyện ngắn Xuất giá tòng phu Tác giả Nguyễn Công Hoàng Trả tiệc xe xong Ngày ôm cái gói bọc giấy xanh Chằn dây hồng thân thoát đến buồn khách Qua buồn ăn Ngó vào nhà tắm rồi xuống bếp Su xu hào, bắp cải, bông bóng Nắm mực Còn bừa bãi ngổn ngang cả trên phản làm cơm Ngày ngơ ngác hỏi Bếp, bà đâu? anh bếp ngơ ngác thưa bẩm bà ở nhà ngoài ngài càng ngơ ngác không mà rồi ngài tìm lượt nữa nhà tắm buồn ăn buồn khách ngài gọi to mở đâu nhỉ chẳng thấy vợ đâu ngài sực nghĩ ra ngài chạy lên gác bật đèn lên thì quả nhiên bà nằm trên giường đắp chăn kính mít mừng rỡ ngài đặt cây gói lên bàn lại gần ngồi cạnh vợ lật chăn ra tỏ yên ngạc nhiên. Kìa, tôi tưởng mở sắm sửa xong rồi, dậy đi, mau. Bà mở mắt liêm diêm, kéo chăn đáp lại ủy oải nói. Tôi nhức đầu quá, mà cơm cúng ở nhà cũng chưa sắp sửa được gì cả. Không cần, Dậy mặc quần áo kéo không kịp. Nói đoạn ngày lật cả tấm chăn ra, bà vợ thì cố co lại. Thôi tôi nhức đầu như búa bổ và chóng mặt lắm Ngài cười khanh khách, kéo vợ ngồi dậy. Ồ, vợ mãi, mặt mũi thế này, mà bảo rằng nhất đâu, mau đi, kéo lỡ. Rồi chẳng hay cảm vì sắc đẹp, hay muôn dở khoa định đầm, ngài ôm lưng vợ, hít vào cổ, nhưng bà hớt ra, và lại cố nằm xuống dằn dỗi. Tôi chịu thôi, ngài trợn mắt kinh ngạc, chết, việc cần không nói thế được thu xếp xong đâu vào đấy rồi mở đường phủ công tôi. Rồi ngọt ngào, ngài đập vào vai vợ, trỏ cây gói. Này, tân thời, đẹp đáo để, dậy mà xem. Bà vừa kéo chăn toan trùm đầu, vừa nói. Điều khác thì tôi xin chịu ý cậu ngay. Ngài co phát chăn cuộn lại, ôm quẳng sang giường bên kia, hình hệt cái mồm cười. Mở chỉ ngại rét chứ gì, có rét quái đâu, ở ngoài đường cũng ấm áp lắm. Bà ôm đầu. Ở nhà công việc còn bề hề ra, cậu không biết à, cơm cúng đã được làm tí nào đâu. Ngày dỗ dành. Không cần. Chả cúng bây giờ thì 8 giờ 9 giờ, 10 giờ đêm, lúc nào mở về hãy hay. Mà chẳng có thì tôi cứ trậu nước, mời các cụ về cũng được. Chứ đã làm sao, mai năm mới, hãy cổ bàn bày vẽ. Nói đoạn, Ngày dựng vợ dậy cầm hai cánh tay kéo ra cạnh giường, ngồi quèo chân, xếp lại hai chiếc cuốc cho ngay ngắn. Bà oằn oại, ngã người để co lại, nhăn gió, giằng tay ra dừng thấy sức yếu quá, nên tự nhiên bà bật ra tiếng khóc. Đó là lúc chẳng nên đùa, cho nên ngày trưởng mắt nghiêm chỉnh hỏi. Ô hay, mở không đi thật à? Bà vẫn ôm mặt nước nở. Cậu còn phải hỏi hay sao? Nhưng tôi đã hứa với người ta rồi kia mà mặc kệ cậu, ai bảo? À, mở khó bảo nhỉ. Nào có nhọc nhằn gì việc ấy. Tôi quanh năm làm lũng vất vả, mỗi ngày vùi đầu vào công việc, hàng 7-8 giờ đồng hồ. Nếu tôi quản công, thì liệu cả gia đình này có được ấm no không? Mở không biết nghĩ. Tôi hiểu cả. Cậu không cần nói nhiều, nhưng cậu đừng bắt tôi thế. Buông phức vợ ra, ngài ngầu ngầu nhìn thật nghiêm chỉnh. Thế mà muốn để cho người ta cho tôi là đồ gì Bà chấp hai tay Vái lấy vái để Tôi lấy cậu Tôi vang cậu Cậu đừng ép tôi Tôi là vợ cậu À tôi là vợ cậu Là vợ mà chồng bảo không nghe luân lý Để đâu giáo dục Để đâu Bà lại ôm mặt thổn thức Ngày móc túi coi đồng hồ Tôi dậy sắm sửa mà đi Còn có một giờ nữa thôi Gót một phút tôi cũng chịu nghiêm nét mặt ngài dễ dàng giảng mợ phải hiểu tôi không muốn phải ép mợ tôi muốn mợ vui vẻ mà đi tôi giảng nghĩa trong từng ấy ngày tôi tưởng mợ đã hiểu đã nghe thế này thì cáo thật bà nằm lã xuống giường ôm đầu ngài nhìn một lát bỗng hất hàm hỏi mở có đi hay không thì mợ bảo tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu cậu tha cho tôi cậu đừng làm tôi nhục ngài nhăn mặt rồi to tiếng có đi hay không? Bà cũng nhăn mặt. Khổ quá, tôi lạy cậu. Ngài gắt, có đi hay không? Mở trả lời một tiếng, không lạy vang gì cả. Có hay không? Bà không đáp, nước nở khóc. Ngài nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống phản. Nói! Nhưng chẳng được nghe ý kiến vợ. Ngài xung tí chạy đến mắt áo. Vớ cái bà toàn, Khuỳnh tay đứng trước giường rồi dơ ngọn gậy vào mặt vợ hỏi. Có hay không? Một tiếng. Vừa sụp sùi bà vừa đáp. Không. Cần quyết liệt hơn ngày dơ gậy. Thật mở không đi à? Không. À bướng, tao không dọa đâu nhá. Để rồi mùng bốn Tết, nó nhổ vào mặt tao ấy à. Cứng cổ này, khó bảo này. Thế là chiếc gậy hăng hái, cứ từ trên cao giáng xuống. Bà rú lên rồi giơ tay ra đỡ, sấn lại chồng, cố níu lấy cánh tay rắn như sắt, nhưng loáng một cái, ngọn gậy giơ lên thật cao, quật mạnh xuống, chạm phải thành giường, gậy cắt ra làm đôi một mẫu, quay lòng lóc như chồng chóng, bắn lên gần trần, rồi rơi xuống ván gác. Đó là một cảnh dữ dội. Tôi van cậu, để đội trong ba ngày Tết hôm nào tôi đi cũng được. Biết là sự làm già bao giờ cũng hay hơn, ngài lắc đầu, co giật phát vỡ xuống, bà ngã ngồi trên hai chiếc cuốc, lúc ấy ngổn ngang. Phải đi ngay, tao không khoảng một phút. Đồ thân lừa chỉ ưa nặng. Bà nhăn nhó khóc. Để đến mai, mộng một Tết tôi đi vậy, bây giờ tôi còn phải làm cơm cúng. Đã bảo không cần mà, người ta đi trước Tết, chứ ai để đến Tết rồi mới đi. Đứng ngay dậy. Ngài giật phát cái cột màng thì thình lình Ôi hàng phố ơi! Bà vừa kêu, vừa túm lấy chồng thở y ạch. Nhưng khỏe như con vầm đưa khuỷu tay ra. Ngài gạt vợ ngã lăn và nắm chặt lấy hai cổ tay bà ồn oại. Sông yếu ớt, bà dùng dàn hai cẳng để cưỡng. Dừng cả cái sức nặng của tấm thân phạm vỡ đè trên ngực bà. Bà phải cố cửa cậy để thở. Vậy mà ngài tác, ngài tác dộn năm sáu cái và hỏi tội. Mày có đi hay không? Bà tối tầm mặt mũi, hỗn hển thách. Đây, cậu cứ đánh chết tôi đi. Tức thì, những quả thủy kinh hồn vào mặt, vào ngực và vào sườn làm bà kêu thất thanh. Nhưng mặc kệ, ngài vẫn hỏi có một tội. Mày có đi hay không? Bà kêu cha kêu mẹ, kêu cả trời nữa. Nhưng ai thưa, ví thử cha mẹ hay cả trời nữa, có đứng đấy thật, cũng đố dám vào mà gỡ việc gì cũng vậy. Đánh đau thì phải chừa, cho nên chẳng mấy chốc, bà kêu cuốn quýt. Vâng, vâng, tôi lấy cậu, tôi xin đi. Ngài hung hăng, lôi phát vợ dậy, hầm hầm nhìn. Bà ngồi lã, chống tay đằng sau, đầu tóc rũ rượi thở. Nếu mày định đi thật, thì đi mà lau mặt. Sợ quá, bà chắp tay vái cuốn queo. Vâng, vâng, tôi xin đi. Đi ngay. Vâng vâng, tôi lạy cậu. Nói xong bà Lê đến ngồi ở ghế. Ngày nhìn ra hiên, chạy lấy chiếc khăn mặt đưa vợ. Đây, lau mặt đi. Quần áo phấn sáp có sẵn cả rồi. Còn khó khăn gì nữa? Đoạn ngày vớ cái bọc, cởi dây, mở giấy ra trước mặt bà và nói. Không biết tao hết hơi, nói người ta mới cho mượn những thứ này à? Mau, chậm rồi. Bà khóc sướt mướt, cầm cái lượt dụ mái tóc ra và vừa xích xoa vừa chảy ngài vẫn còn hung hăng rẻ như lối chị tha mấy giật nảy mình bà vội chảy vội rẻ vội uốn éo cho làn tóc lật lên cong xuống cho thật nền rồi vừa lau nước mắt bà vừa lấy các thứ ở bọc để xoa phấn trắng đánh phấn hồng và kẻ môi son cho thắm trong khi ấy ngài đứng coi mỗi chốc lại dở đồng hồ ra xem và dục Trang điểm xong, bà thở dài, cố gượng đau để đứng dậy, lấy cái quần sa tanh trắng và cái áo nhung màu mây kiểu mới vẫn còn gấp gọn ghẽ trên bàn. Bà vẫn những thứ ấy vào, rồi bôi đẫm nước hoa. Đến bây giờ, dưới ánh đèn điện sáng trắng, bà thành một bông hồng nõn nà, thơm tho, khiêu gợi. Nhưng vẫn trừng trừng nhìn vợ, ngày gắt, tươi tỉnh lên thì người ta mới cảm. Chứ khó đâm đâm thế kia Thì nó tống cổ về Rồi ngày xuống gác Bà đi theo ngài Gói ít nhật trình cũ Buộc dây cẩn thận rồi đưa bà Cầm cái này mà đi cho người ta khỏi ngờ Và vẫn nghiêm chỉnh ngài đe Hãy nói dối tao mà trốn vào đâu Thì đừng ăn cái tết này thôi Bà nghiến răng thở dài không đáp Ngày giết Cái giống đàn bà xưa nay vẫn thế Lúc đến thì đừng có lù lù đằng cổng trước Nghe chưa? Mà khi vào ông ấy cho về mới được về. Tao mà thấy ông ấy tỏ ý không bằng lòng thì chớ chết. Nước mắt chạy quanh, bà bước chân ra gần đến cửa, quay lại rít lên nói. Thiếu gì cách lễ Tết mà cậu phải làm tôi nhục nhã thế này? Ngày trợn mắt, cam ngay, làm gì mà bô bô cái mồm lên thế? Đồ ngu như lợn, cái gì thì mua được, chứ cái này thì mua được à? Rồi ngài đứng nhìn chiếc xe kéo vợ đi khuất Mới quay lại ra dáng yên lòng Ngài yên lòng vì không phải thẹn với lương tâm Mà chắc chắn rằng sẽ được ông ấy khen Là biết ơn và tử tế Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Thanh, Dạ của nhà văn Nguyễn Công Hoàng truyền được phát trên kênh Cô Trinh. Thanh, dạ. Trong nhà hôm nay tấp nập như mở hội. Mẹ cho phép cả sáu cô ra đồ sơn. Ngay từ 7 giờ sáng, sáu chị em đã gọi nhau choàng cả dậy. Các cô kệ cho đôi mắt đỏ nó bốc hỏa, các cô tranh nhau rửa mặt, rồi thi nhau trang điểm, mùi phấn, mùi nước hoa thơm phức cả nhà. Mỗi cô chọn một màu áo, rồi ngắm hết cho mình, lại ngắm cho nhau. Chung Quy chỉ chết một mình con Thanh. Đã bận, lại thêm tiếu tích, mới gánh được một gánh nước, cô Diệm đã gọi giật. Thanh! Dạ! Hãy để thùng vào trong nhà, đem giấy này lại đặng cô Vân, mượn cho tao quyển tiểu thuyết đã. Nó nhặt bức thư ở bàn Đấy là tất tả chạy loáng một cái Nó đã mang quyển sách bị nát nhào về Vừa lúc đó Cô tuyết sớm lại nó và quát Thanh, mày làm ăn thế nào Mà chả có giọt nước nào rửa chân thế Muốn sống đi gánh về mau không Còn Thanh chẳng nói chẳng rằng Lại đặt đòn gánh lên vai Rồi đến cổng Nó quay lại thấy vắng người Bèn lẩm bẩm một mình để minh oan Khốn như còn phải mổ gà để nấu cháo đến cửa chưa ra thoát nó đã thấy hai chiếc xe hòm vừa đổ một đội người nhảy xuống toàn quần áo tay đầu trần tiếng gót giày quèn quẹt, quẹt đồng thời tiếng cười nói vang vang ô kìa các anh đã đến sớm thế một người giơ cổ tay trỏ chiếc đồng hồ chữ nhật y hẹn đúng 8 giờ không sai một phút thế thì chúng em xin lỗi các anh nhé 9 giờ bắt đầu đi cũng được. Xe nhà, sợ gì, đừng chê chúng em là rùa nhé. Rồi tiếng cười khanh khách để nhận rằng cô pha trò ấy đậm đà. Thanh! Dạ! Con Thanh lại trời Phật, mới đi được đến vệ hè, nghe gọi nó quay lại không thấy ai, lại toan đi cho xong. Thanh! Dạ! Nó dừng bước, con Nguyệt ra tận hè, chỉ tay vào mặt nó, còng cớn mắng, con ranh đi đâu đấy con đi gánh nước sáng sớm chẳng gánh hễ có khách là sắp lẫn phải không nó đặt gánh nói bà sai con gánh nước nhưng đã có lúc nào đi được đâu cô nguyệt trừng mắt để im cho nó cãi rồi vên váo hỏi nhưng bà đang gọi rằm mày ở dưới bếp ấy mày có biết không bà gọi rằm đến cả ông bà ông phải nó ở dưới âm phủ dễ lúc nào cũng phải cố lắng tai để nghe bà gọi và nhắc nó vì ông bà ông phải nó muốn được yên giấc ngàn năm. Nó tặc lưỡi, quẩy thùng không và về. Khách khứa nhốn nháo khắp nhà, còn thanh len lén đi, cúi gầm mặt, tránh hết người này, lại tránh người nọ. Nó không dám nhìn ai, cũng không dám nghe ai. Thanh! Dạ! Mày đi đâu? Dạ thưa cô, bà sai con đi mua hạt tiêu. Bỗng vành khăn nó sổ ra, rồi cả hai món tóc nó bị kéo giật. Nó ngật đầu ngoảnh lại, một cậu đắc chí, cười hền hệt, nắng lại chiếc cà vạt nói. Gớm! Ừ, các cô chiêu nhà này kỳ quá, không cho nó được chiếc khăn dung cũ. Chó gầy hổ mặt người nuôi. Nó biết là việc đùa, hết trong ngực, tẩm tiễn cười, vừa đi vừa quấn khăn nhưng vẫn không dám để tay đến những lời bàn tán về nó, sau lưng nó rồi mặt trời lên cao, ánh nắng chói lọi một mạng áo lưng nó bết vào với thịt. Khi trở về, qua buồn khách nó bẽn lẽn, ngượng nghịu, Dừng tiếng nói cười bàn tán vẫn tranh nhau làm loạn nhà. Thanh! Dạ! Na vội quẳng đôi thùng với cái đòn gánh cạnh thạp nước chạy ra. Anh bảo mua gì? Cậu ấy chẳng đáp, lấy tờ báo để quạt, nghiêng đầu ngắm nó, chẳng trả lời câu hỏi Cậu ấy biểu môi nói Nhưng hai tay nó bẩn lắm Làm gì? Nhà có cái bị hay cái hộp nhỏ nào không? Có Cậu ấy quẳng ra bằng ba xu bảo nó Mua nước đá Nhưng không được mó tay vào nhé Cô nhuận nói Chạy lên Hãy tan hết thì chớ chết Nó sợ chết Nên ba chân bốn cẳng chạy như bay tội nghiệp con bé khi nó về trên mặt mũi mồ hôi nhỏ giọt nhưng hai mắt nó long lanh vì vừa làm tròn được một việc mà không phải mắng nó sung sướng cái vui sướng của nhà nghệ sĩ nhìn hết người nọ đến người kia cô nghi khen thưởng cho con thanh cái mẹ đây nó sắp tẩm tiểm thì cô tuyết đã lên giọng đanh đá mắng nó đi mà gánh nước chậm như sơn bà ở bếp ra mà không có gì rửa tay thì mày ốm đòn bỗng nó nghĩ đến bà bà nghĩa là những ngọn roi những câu chửi nó sợ như cô ngọc đủ 13 14 tuổi ở trên gác đánh phấn xong rồi mà mới xỏ được một bên tay áo đã vội chạy xuống hỏi con thanh đã về đấy à rồi thanh dạ làm gì đấy ô để cho nó gánh nước không mẹ mắng cho cô ngọc ngần ngừ nhưng mà hãy gượm thanh đi quàng lên cho tao vậy Mày ra thợ giặt Bảo nó là ngay cho tao chỗ này nhé Một là con thanh quan, Hai là nó nhát Nên nó lại khoảng cả hai cẳng mà đi cho rõ nhanh Rồi nó về vẻ mặt lo lắng nó giao hẹn Thôi Các cô để con đi quẩy một gánh nước Kẻo bà đánh con nhé Ừ Mau lên À Nhưng Thanh Tao bảo một công đôi ba việc Dạ Mày đi mua cho tao ba su ô mai đằng chuối ấy nhé rồi cô Kim nhìn mọi người chế nhạo Vừa nói đến ô mai chua Cậu nào cậu nấy đã nuốt nước giải Tiếng cười vang cả buồn Cô Kim mở ví Nhặt chọn cho hết Trinh Bảo Đại Mới đến Trinh Khải Định Còn Thanh chờ Nó đập bàn chân nọ vào chân kia Cho đỡ sốt ruột Rồi nó cầm tiền Nhắc đoàn gánh lên vai Vừa ra đến cổng Cô Hà cười sằng sặc gọi theo Thanh Dạ Nó đứng lại thở dài chờ lệnh Mày mua về phải đưa cho tao Cô Kim xua tay Không được Một cậu bảo Thanh mày cứ đưa cho tao Rồi nhau nhau mỗi người một điều Nó chẳng nghe ra sao cả Mà hễ một bước thì lại bị gọi Thanh phải đưa cho tao Chờ các cậu Các cô đùa nhau Để mất thì giờ của nó Nó lo lắm Nó đánh liều quay ra bước đi Thanh Dạ Hãy về tao bảo nó lại phải thủng thẳng trở lại Cô Minh nói Chờ đấy tao lấy tiền Mua thêm năm xu nữa thế là ổn Rồi cô quay lại mọi người Để tôi đóng vai nhà từ thiện Bố thí ô mai cho cả mọi người Tiếng vỗ tay Tiếng cười vang động cả đến nhà dãy phố bên kia Còn Thanh đứng tựa vào tường Chờ cô Minh đưa tiền Ngắm cái cảnh êm đềm Vui vẻ trước mắt nó Bỗng một tiếng gọi như gắt ở dưới bếp đưa lên Thanh Cô Tuyết trợn mắt xua tay cho mọi người im và nhìn con Thanh, hất hàm bảo. Kìa, bà gọi mày kìa. Thanh! Tiếng gọi dư quá, con Thanh vội vã. Dạ! Trên nhà các cô các cậu nhìn nhau sợ hãi, cô Ngọc bảo khẽ mọi người. Bà cụ đã nổi tam bành cái gì ở dưới kia kìa, hướng. Ừ. Ai nấy yên lặng, tiếng léo xéo trong sân làm mọi người ngồi trên ghế, nhu mị và trật tự rồi cô tuyết rón rén dòm vào sân thì thấy mẹ cái đuôi gà ở đầu khăn ngỗng ngược lên trời mặt đỏ nhừ quạt cái tay áo cánh đẫm những mồ hôi lên trán tay cầm thanh củi trỏ vào thạp nước trợn tròn mắt rồi phang vào đầu vào mặt vào lưng con thanh túi bụi để đánh nhịp với những tiếng lười 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 Nguyễn Công Hoàng Tháng 12 năm 1938 Truyện ngắn Thịt người chết Tác giả Nguyễn Công Hoàng Truyền được phát trên kênh Cô Trinh vì mới chết lần này là lần đầu nên anh xích chưa có lịch duyệt về khoản ấy thực vậy nếu chết ở tỉnh thì ai láo nên chọn vào đêm thứ sáu như thế vợ con có vừa phẳng thì giờ để cáo phó lên báo và đến chủ nhật cất đám có đủ các cụ các quan các ông các bà thân bằng cố hữu đi đưa trong ở nhà quê nếu chết vì tai nạn người khôn ngoan bao giờ cũng tránh ngày chủ nhật hoặc ngày lễ thì sự khám xét tống tán mới mong chóng được như khốn nổi xưa nay không ai chết đến lần thứ hai để được bài học kinh nghiệm về cách chết vì vậy vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghệch nhất là anh xích một dân quê vô học nên càng ngu dại nữa anh đã vô ý mà chết đuối ngay vào đêm thứ bảy vừa rồi quyên cha anh ông cứu thầu của làng cây đầm sen ngay giáp lũy tre đến mùa này hoa nở ông phải làm chòi nhỏ ở giữa đầm hai bố con cắt lượt nhau ra ngủ đó để canh chiều hôm ấy anh xích đã đánh chén ở đình say bí tỉ đến sẩm tối anh vừa về đến nhà đã bị ông cứu dục mang điếu và gối ra chòi anh lao đau đi rồi không hiểu sao sáng sớm hôm sau không thấy về và đến độ 8 giờ xác anh đã nổi lên trôi lềnh bềnh vào gần bờ. Người ta đoán nhiều cớ về cái chết này, nhưng tụ trung chỉ hai thuyết có thể hợp lý được. Một là anh xích việc quá say, loạn choạng chở thúng bị ngã vào chỗ sâu. Hai là đang đêm anh ngủ mê, vô ý cửa đến nỗi anh lăn tòm xuống nước. Chứ những tiếng đồn anh ta tự tử vì việc gia đình hoặc bị kẻ thù đánh chết đều không thể tin được. Hương Lý tò mò, hỏi dò hai bên hàng xóm nhà ông cứu xem hôm trước hai cha con có to tiếng gì với nhau không họ cố ý nhận xét rất kỹ lưỡng cái thay người xấu số nhưng không ai tìm ra được một chứng cứ gì khả nghi và khi được tin dữ dội con ông cứu bị nạn cả làng ra tận bờ đầm xem ai cũng phàn nàn thương tiếc người con trai tử tế hiền lành và trong cái xác chết còn queo ngâm dưới nước đố ai cầm lòng cho đậu Bà cứu tru tréo lăn lộn, mấy lần toan nhảy tùm xuống ôm lấy con, nhưng bà bị người ta giữ lại. Trong lúc như điên cuồng, bà chửi cả ông lý trưởng, không cho bà vớt anh xích lên để đặt lên bờ, bởi vì bà miếu máu và chấp tay lạy lấy lạy để mọi người và nói. Nó đau lòng lắm các ông các bà ơi. Nhưng người ta khuyên, để quan về khám, làm biên bản xong, bà muốn làm ma to cổ lớn thế nào mặt bà, Chứ bây giờ bà đừng nên đụng vào anh ấy. Ngộ độc anh ấy lên bờ, rồi mình mấy say xước chẳng hạn, thì quan nào cho chôn, vả chết đuối, sao nằm trên bờ được? Bà cứu không tin gắt. Không cho chôn thì quan giữ làm gì? Giữ để chờ doctor về khám. Như thế, lại lâu ra. Bà nghe hiểu, xỉ mũi lao nước mắt và ngồi xỏm cạnh cái quan tài rỗng không. Dưới bóng cây, đành lòng chờ đợi bà mong được phép chôn con như mong mẹ về chợ người nhà bà lên huyện trình quan ngay từ sáng nhưng đến bây giờ không hiểu sao chưa thấy về đường lên huyện không xa chẳng rõ vì sao lại có sự chậm chạp thế này được nhưng một giờ lại hai giờ lại ba giờ bà cứu không còn sức và nước mắt để chờ để khóc nữa bà hết đứng lại đi loanh quanh không dám trong chỗ con nằm. Rồi bà ngồi xỏm xuống đất, gục mặt vào đầu gối để nghe ngóng. Bà đợi một hiệu còi ô tô của Quang. Những lúc có tiếng say lúa ù ù, bà khắp khởi lắng tai và thở dài vì mừng hụt. Mặt trời chói lọi, rọi tia lửa xuống đất. Thay anh xích bắt đầu đổi khác. Chân tay co quắp hơn, tóc lõa tỏa như món rễ bèo Nhật Bản Gió hiu hiu, làn sóng rập rợn liếm vào thân anh, kêu ốc ách. Anh rập rình như nằm trên giường lò xo, rồi tự nhiên cái xác bật ngửa lên. Con người trước kia hiện lành là thế, nay biến thành con bò thui, bụng phền to, má phền to, mặt phền to, đôi mắt hiếp lại như bị kéo dài ra tận mang tay. Tứ chi rúm gió ai trông thấy bộ dạng nhân gió dọa nạt của người chết mà khỏi rợn tóc gáy được. Từ lúc ấy, người thân thích đến thăm thưa dần, rồi sau hết không ai dám lại gần đấy nữa. Những khách đi đường vì vô tình hoặc bất đắc dĩ phải qua điều che nón, ngậm miệng và đến chỗ xa rùng mình một cái mới nhổ toàn khoẹt. Ông cứu ở nhà để chờ quan về khám cũng chẳng kém đóng ruột. Ông như chết một nửa người, mà vẫn phải tiếp khách đến hỏi thêm mỗi lúc một đông. Ông chỉ muốn được yên, để nằm nhòi ra mà kêu gạo, vật vả cho hả nỗi phụ tử tình thâm. Ông lại lo lắm, không hiểu vợ ông ngồi ngoài bờ đầm, có ai canh giữ cẩn thận hay lại chẳng nén nỗi lòng thương mà liệu mình quá, thì ông thêm một nỗi ân hận nữa suốt đời. Họ hàng chạy đến mỗi người giúp một việc Người bày ở dưới nhà ngang một bàn thờ cỏn con, lấp lấy có đôi nến trắng. Người lượt may đồ khăm liệm và xé khăn cho lũ em. Rồi đến khi được biết rằng là ngày Chủ nhật, cả buổi hầu sáng quan không ra công đường vì đêm trước ngài nhảy đầm trên tỉnh ba bốn giờ sáng mới về và đến chiều cổng huyện lại đóng vì là ngày nghỉ thì ở nhà ông cứu trưởng mắt kêu rú một tiếng và ở cạnh lũy tre bà cứu ngã vật xuống đất, ngất đi đến 5 phút đồng hồ. Cả làng phải chờ. Họ hàng sắp sửa việc ma chay xong, ai nấy về nhà để sáng hôm sau lại đến làm giúp. Người không thân thích lại bắt đầu công việc như cũ, chờ đến lúc kèn trống, nổi lên thì đưa anh xích ra đồng. Ông cứu cho người vượt bà cứu về. Hai vợ chồng nằm chết dí ở hai giường, chờ cuộc khám xét của quan phụ mẫu tử thi chờ chôn mỗi lúc một trương to rập rền cạnh cái quan tài đang quát miệng chờ cảnh vật im ả như cũng chờ để nghe ngóng tin ánh mắt cứ lặng lặng rỗi xuống cây coi mệt nhọc cành gục lá nhưng giữa nơi yên lặng chìm đắm trong sự buồn thảm ấy có một chỗ đầy vẻ hoạt động ngay ở quảng tử thi mà người trồng loại kinh tởm khi nhìn thấy hoặc ghê sợ khi đến gần thì những loài vật khác giống tỏ vẻ âu yếm thiết tha lạ lùng dưới nước lũ cá mương vui vẻ nô dẫn với nhau chui vào kẻ nách lỗ tai đớp thật nhanh rồi chạy nhào biến mất rồi lại đớp rồi lại chạy trên không vo ve đàn ruồi nhặn rủ nhau đậu đen kịch vào mặt mũi chân tay mãi miết hút chất đồ ăn bổ thỉnh thoảng chiếc lá tre vàng vằn vẹo từ trên đâm bổ xuống làm động cuộc kiếm ăn đang bình yên thì vò một tiếng lũ ruồi nhặn bay tản đi nhưng khoảnh khắc lại bâu vào làm thành những quần đen trên tấm xác xám ngoẹt rồi buổi chiều một mùi nồng nặc hăng hăng đã bay thoang thoảng đến chỗ xa xa trên ngọn tre xào sạc tiếng cánh bay con quả đen cố quặp hai chân vào một cành ẻo lả vẫy đuôi để giữ thăng bằng cho vững chãi rồi chao mắt thèm thuồng xuống mồi rồi một con nữa cụp cánh đậu ở cành cây khác lên tiếng khàn khàn gọi nhau chẳng mấy chốc hai ba con nữa bay lại một con vỗ cánh bay xà xuống trước đứng lên bụng thay người để thám hiểm thấy được bình yên cả lũ theo nhau mổ rỉa từng nơi một. Như thế, anh xích vô tình là ân nhân của đàn cá, rùi, nhặn, quạ. Chân tay vẫn co quắp như dọa, mặt mũi vẫn nhăn nhó như nát, nhưng anh vẫn bị rỉa, bị hút, bị đớp như thường. Thịt người chết, ai hay cũng là món đồ ăn quý hóa. Cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau, còi ô tô đằng xa bỗng thét vắng, đàn quả hết vía, vừa bay vừa kêu xa xả lũ ruồi nhặn hốt hoảng vội trốn cho xa đàn cá mương thấy nguy lộn vào mỗi con chui vào một xó thì lúc ấy trên bờ đầm quan huyện tư pháp là một cụ lục sự là hai cậu lính lễ là ba cùng trịnh trọng làm việc và cùng trịnh trọng khạc nhổ cậu lễ cầm gậy lật đi lật lại tử thi quan và nha ghé mắt xem xét từng ly từng tí và biên chép Hương Lý, vợ chồng ông cứu cùng họ hàng, người làng ai nấy khoanh tay im lặng nuốt đờm, nhìn chầm chập vào xác chết người thở dài, người lao nước mắt kham nghiệm xong quan quyền lính đuổi cả người tò mò ra xa và trước cảnh thương tâm ngày ôm tồn hỏi ông cứu Cái đầm này mỗi năm anh kiếm lợi cả cá lẫn hoa có được đến giam trăm không? thay quan hội câu phiếm không dính dáng gì đến vụ chết đuối ông cú đành phải đáp dạ anh cấy hai mươi mấy mẫu lạy quan lớn hai mươi hai mẫu quan gật gù thôi được để cho anh biết rằng tôi rõ gia tư nhà anh lắm còn việc khám xét hôm nay thì tôi không thể cho chôn ngay được vì tôi xét trong người tên xích có nhiều vết khả nghi tôi phải bẩm tỉnh Xin đốc tờ về khám cho cẩn thận Ông cứu như xét đánh run cầm cập Nhăn gió kêu Lại quan lớn Ông huyện lắc đầu Nó bị bớt tử Phải có doctor tờ mổ xẻ nó ra mới rõ được Bỗng có một tiếng tru lên Bà cứu ôm mặt Lanh lạnh khóc Ôi con tôi Tiếng khóc của người mẹ trước thi Hai đứa con chết đuối đã chương, làm ai cũng phải cảm động nhưng trái lại nó không làm chuyển nét mặt của quan tư pháp. Đến đây, ông là đại diện cho pháp luật. Ông đã tự người bằng thịt, bằng xương, biến thành pho tượng bằng sắt đá lạnh lùng. Vậy là sắt đá, tất không thể cảm được những tiếng khóc ẻo lã của người mẹ mất con, hoặc những tiếng kêu nài mềm yếu của người cha oan uổng. Cảm được sắt đá, duy chỉ có một vật. Vật ấy cố nhiên phải rắn, tuy chẳng được rắn bằng sắt, cũng phải rắn hơn đá mà vật rắn ấy và ông cứu không thiếu nó làm bằng loài bạc thấy ông huyện lặng nhìn tử thi đương xong lên một mùi khấm lầm lầm ông cứu não ruột nói xin rước quan về nhà nghỉ cho đỡ nắng ông huyện chẳng biết vô tình hay cố ý lấy tay xua ruồi và khạc nhổ rồi đáp ừ kẹo ở đây tẩm lắm nó đã trương to mà ruồi nhặn cá quả cứ sáng vào lại còn phải phơi nắng đợi thầy thuốc mổ xẻ nữa thì biết bao giờ mới được chôn rồi vừa đi ngài vừa bảo ông lục sự đây là một án mạng chứ không đúng như những lời trình trong giấy đâu ông cứu tiến lại gần nhỏ nhẹ thưa lạy quan lớn còn vong hồn con con kia nếu có thế nào con cam chịu tội trước cử quan lớn xin quan lớn cho phép con mai táng con xin hậu tả quan lớn quan quay lại nhìn ông cứu bằng đôi mắt dịu dàng của một người có trái tim dễ cảm. Ngài hỏi, anh định tạ tôi bao nhiêu? Lạy quan lớn, con xin khấn một nén. Quan cười, anh phải biết, cứ tiền dầu xăng khứ hồi ô tô tôi về đây, cũng đáng một nén rồi. Ông lục sự đi rảo cẳng lên nói, bẩm quan lớn, việc này to chứ chẳng phải vừa. Rồi ông cao mặt, trách ông cứu. Cơ nghiệp anh như thế mà anh muốn chôn ngay con anh anh không tạ ơn quan nổi một bách hay sao rồi luôn mồm ông thưa với ông huyện bẩm quan lớn nghệ dân ta họ vẫn ngu dại làm vậy muốn chạy việc lại cứ muốn không mất tiền ông cứ nhăn gió nói khẽ với ông lục nhờ cụ bẩm với quan hộ một bách thì tôi không sao lo được tôi xin tạ một nữa. ông lục xua tay và trợn mắt nhưng ngăn cản một câu nói dại dột chết anh nói mới dễ nghe làm sao rồi ghé tay ông cứu ông thầm thì này chỗ thân đằng này cam đoan xin hộ cho bằng được nhưng ít ra anh cũng cứ lo đấy bác thập còn thập nguyên cho đằng này ăn với chứ ông cứu cũng thầm thì khốn nhưng hiện nay không có đủ thì hãy cứ hứa đi mai kia lên tả sao cũng được kia mà đang này nhẫn cho Chứ anh cứ đang tâm để con anh thế được à Ông cứu yên lặng thở dài Quay lại phía sau Ông thấy vợ ông đương lăn lộn Ông không thể cầm được nước mắt Vội vàng mặt cả mấy câu nữa Rồi bằng lòng Khấn quan 70 đồng Rồi một giờ sau Lũ rùi, lũ nhặn Lũ cá Lũ quả tiếc ngẩn ngơ Chúng nó biết đâu rằng quan huyện tư pháp đã tranh mất món mồi ngon của chúng nó. Nguyễn Công Hoan năm 1938. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan và buổi đọc truyện của trình hôm nay đến đây cũng là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh quý vị nhé. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.